cậu bé lượm ve chai mẹ được nhận làm con sẽ tới trường quý tính giả thân mến báo tin vui với zin vn anh nghĩa phạm người đầu tiên chia sẻ hình ảnh cậu bé lượm ve chai xếp giày cho các bạn đi giảng ngoại cho biết hôm nay anh đưa mẹ cháu bé đi khám sức khỏe để nộp hồ sơ vào làm việc tại công ty vinamilk anh tiết lộ phía công ty nói sẽ nhận chị linh vào làm việc hiện hai mẹ con trọ ở thủ đức nhưng sẽ sắp xếp chuyển đến gần nơi người mẹ làm anh Nghĩa Phạm thông tin thêm cậu bé tốt bụng Nguyễn Giang Thành Đạt cũng được hiệu trưởng hai trường nhận vào học miễn phí. Anh Nghĩa sẽ giúp đỡ hai mẹ con trong việc chọn trường gần nơi ở để tiện việc đưa đón. Trước đó, đoạn video quay cảnh một cậu bé 4 tuổi mặc bộ đồ nhau nát, đầu đội mũ trọng quá khổ, cầm đôi dép của cô giáo mầm non xếp gọn gàng được dân mạng lan tỏa. Hành động tự nguyện và vui vẻ là một việc mà thông thường chắc chắn ai dành lời khen ngợi của cô bé lượm ve chai, được cộng đồng mạng gọi là thiên thần trong bộ quần áo quá khổ. Sau khi những hình ảnh của bé Đạt xuất hiện trên mạng xã hội, không ít người ngỏ ý quyên góp tiền cho hai mẹ con, nhưng anh Nghĩa muốn tìm giải pháp lâu dài để giúp đỡ cậu bé tốt bụng.